thế giới bên ngoài tôi háo hức xếp hàng chờ nắm tay mẹ nhìn chằm chằm vào nền nhà trắng mịt. Tiếp theo làm ơn, bác sĩ gọi đến lượt chúng tôi được kiểm tra. Bố tôi tình nguyện đi trước, tôi quan sát khi bác sĩ mặc bộ đồ trắng chọc kim vào cánh tay của bố tôi và truyền máu vào một cái lọ. Sau một vài phút, họ nói với anh ta rằng anh ta đã an toàn khỏi bệnh. Tiếp theo là mẹ tôi. Họ lấy máu của cô ấy và sau một khoảng thời gian ngắn, họ nói với cô ấy rằng cô ấy cũng đã an toàn. Sau đó đến lượt tôi. Bác sĩ đâm một cây kim vào cánh tay của tôi và nó đau hơn tôi nghĩ, nhưng tôi cố gắng không để lộ ra. Tôi hồi hộp chờ đợi kết quả vì biết nếu mắc bệnh thì điều gì sẽ xảy ra. Ngay sau đó, bác sĩ nhận được kết quả. Do dự anh ta nhìn chằm chằm vào mắt bố tôi và nói với giọng đều đều tôi rất xin lỗi. Nhưng con gái ông bị nhiễm vi rút chúng tôi phải cách ly cô ấy trong bệnh viện trước khi cha mẹ tôi có thời gian để phản ứng. Một nhóm người bịt mặt và đeo găng tay đưa tôi ra khỏi cha mẹ tôi. Họ đưa tay ra để cố gắng tóm lấy tôi, nhưng họ không thể tiếp cận với tôi. "Mẹ!" tôi hét lên và nắm lấy tay mẹ bố, tôi lắc lư xung quanh và cố gắng giải thoát mình khỏi sự kìm kẹp của chúng nhưng không hiệu quả. Những người trưởng thành đeo mặt nạ có nhiều sức mạnh hơn so với một cô bé 10 tuổi. Tôi nhìn bố mẹ hét lên tên tôi, đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy chúng. Tôi tỉnh dậy trên giường, mồ hôi ướt đẫm, thở hồng hộc. Tôi phải mất một khoảng thời gian để tìm hiểu xung quanh mình sau đoạn hồi tưởng sống động đó. Tôi ra khỏi giường và băng qua nền gạch lạnh lẽo để vào phòng tắm. Sau khi đánh răng và tắm xong, tôi đến gần chiếc bàn gỗ ở giữa căn phòng nhỏ của mình. Tôi ngồi xuống, đợi một người mặc bộ đồ hazma màu vàng giao thức ăn cho tôi. Trong khi tôi đang chờ đợi, một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi. Tôi tự hỏi ngày hôm nay là ngày nào, có thể là tháng 3 hoặc tháng 9, nó có thể là mùa hè hoặc mùa đông, tất cả những gì tôi biết là tôi ở đây vì sự bùng phát của một căn bệnh chết người. Tôi không nhớ nhiều vì nó đã xảy ra quá lâu rồi. Tuy nhiên, tôi có nhớ rằng nó rất dễ lây lan. Khi họ phát hiện ra tôi mắc bệnh, họ đã đưa tôi đến một căn phòng để tôi bị cách ly trong suốt phần đời còn lại của mình. Căn bệnh này được cho là sẽ làm rối loạn tâm trí và khả năng hoạt động của bạn nhưng nó dường như không ảnh hưởng nhiều đến tôi. Tôi có thể suy nghĩ đúng đắn, tôi nghĩ và tôi cũng có thể di chuyển đúng cách. Dù sao tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân khi nghĩ về ngày tháng vì tôi biết rằng ngày đó là gì không quan trọng. Điều đó không thành vấn đề vì tôi biết rằng chỉ trong 3 phút chính xác tôi sẽ có được món bột yến mạch nguội ngắt ghê tởm đã được dùng làm bữa sáng. Tôi biết mình sẽ dành phần còn lại của ngày hôm nay như thế nào và tôi biết mình sẽ trải qua mỗi ngày như thế nào trong suốt phần đời còn lại của mình. Tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ có thể gặp gia đình hoặc bạn bè của mình. Tôi biết rằng tôi đã hoàn thành cuộc sống như thế này nếu không phải căn bệnh phiền phức này tôi sẽ ở thế giới bên ngoài sống cuộc sống mà tôi hằng mong muốn khi tôi mới đến đây tôi tình cờ nghe một vài người nói về khả năng miễn dịch và làm thế nào sau một khoảng thời gian nhất định người mắc bệnh sẽ miễn dịch với nó kể từ đó tôi tự hỏi liệu mình đã trở nên miễn nhiễm với nó chưa tôi dường như không có bất kỳ triệu chứng nào nhưng tôi phải biết chắc chắn rằng tôi có nhiễm virus vì vậy, khi người mặc bộ đồ hasma màu vàng vào phòng tôi, tôi lẻn ra ngoài và khóa cửa nhốt người đó vào trong. May mắn là nó cách âm nên dù có la hét cỡ nào cũng không ai nghe thấy. Tôi nhìn để xem có ai xung quanh không và may mắn thay, không có một người nào trong tầm nhìn. Tôi hít một hơi thật sâu và tôi choáng váng vì không khí có mùi trong lành như thế nào. Còn hành lang thì rộng thênh thang khiến tôi thấy mình nhỏ bé. Tôi nhìn xung quanh và tôi thấy một tấm biển có in số phòng trên đó. Nó chỉ cho tôi nơi để đi, tôi cần tìm một nơi để kiểm tra bản thân nên tôi nghĩ tôi phải đến phòng 302. Phòng thử nghiệm, tôi rẽ trái và thấy phòng 298, phòng 300, phòng 301 và cuối cùng là phòng 302. Tôi nhìn vào trong và dường như không có ai xung quanh. Tôi vào trong để tìm một chiếc máy tính lớn, màu đen và bật nó lên. Trong giây lát, độ sáng của màn hình lấp đầy căn phòng tối. Ở đầu màn hình, tôi thấy ngày tháng Ngày 29 tháng 6 năm 2042. Điều này có nghĩa là đã 5 năm kể từ khi tôi bị bố mẹ bắt đi. Nó có nghĩa là tôi đã trải qua 5 năm trong một căn phòng nhỏ trong một bệnh viện bị khóa cách biệt với phần còn lại của thế giới. Sau đó, tôi nhìn thấy một cái bàn với kim tiêm và các dụng cụ khác. Tôi cũng tìm thấy một mẫu giấy giải thích cách kiểm tra ai đó. Tôi làm theo các bước và ngay sau đó, tôi nhận được kết quả trên máy tính. Tôi hít thở sâu và tôi đọc kết quả. Tôi không có bệnh, tôi không có bệnh, vì lý do nào đó, tôi tiếp tục đọc đi đọc lại toàn bộ bản báo cáo bởi vì tôi không thể tin được điều này. Tôi không có bệnh, nếu kết quả là sự thật, tôi không phải dành phần đời còn lại của mình trong một căn phòng nhỏ. Tôi có thể đi ra ngoài, vào thế giới thực, tôi có thể có thể phai. The outside world, I wait eagerly in line holding my mother's hand, staring at the smooth white floor. Next, please the doctor calls out. It was our turn to be tested. My dad volunteers to go first. I watch as the doctor in a white suit sticks a needle in my dad's arm and transfers the blood to a vial. After a few minutes, they tell him that he is safe from the disease. Next was my mother. They drew her blood, and after a short amount of time, they told her she was safe as well. Then it was my turn. The doctor stabs a needle in my arm and it hurt more than I thought it would, but I try not to show it. I wait anxiously for the results because I knew what would happen if I had the disease. Soon, the doctor receives the results. Hesitantly, he stares into my dad's eyes and says in a monotone voice, I am so sorry, but your daughter has the virus, we must quarantine her in the hospital. Before my parents have any time to respond, a group of people with face masks and gloves takes me away from my parents. They reach out trying to grab me back, but they can't reach me. Mom, I yell, reaching for her hand, dad. I wiggle around and try to free myself from their grasp, but it wouldn't work. The adults in face masks had more strength compared to a 10 year old girl. I watched as my parents screamed my name. That was the last time I ever saw them. I woke up in my bed, drenched with sweat, breathing heavily. It takes me some time to figure out my surroundings after that vivid flashback. I get out of the bed and walk across the cold tile floor to the bathroom. After I finish brushing my teeth and taking a shower, I approach the wooden table in the middle of my small room. I sit down, waiting for my food to be delivered to me by a person in a yellow hazmat suit. While I'm waiting, a thought comes to my mind. I wonder what is today's date. It could be March or September. It could be summer or winter. All I know is that I'm here because of an outbreak of a deadly disease. I don't remember much because it happened so long ago. I do, however, remember that it is highly contagious. Once they found out that I had the disease, they took me to a room for me to be quarantined for the rest of my life. The disease is said to mess with your mind and your ability to function, but it does not seem to have many effects on me. I can think properly, I think, and I can move around properly as well. Anyways, I feel embarrassed of myself for thinking about the date because I know that it doesn't matter what the date is. It doesn't matter because I know that in exactly three minutes, I would get my cold, disgusting oatmeal that has been served as breakfast. I know how I would spend the rest of today, and I know how I will spend every single day for the rest of my life. I know that I would never be able to see my family or my friends. I know that I am done living like this. If it weren't for this annoying disease, I would be in the outside world, living the life I have always wanted. When I first arrived here, I overheard a few people talking about immunity, and how after a certain amount of time, the person who has the disease will become immune to it. Ever since then, I wondered if I had become immune to it. I didn't seem to have any of the symptoms, anyways. But I had to know for sure that I do have the virus, so, when the person in the yellow hazmat suit enters my room, I sneak out and lock the door, trapping the person inside. Luckily, it's soundproof, so no matter how much they scream, no one will hear them. I take a look to see if anyone was around, and fortunately, there was not a single person in sight. I take a deep breath and I'm stunned as to how fresh the air smells. And the hallway is so vast and big, it makes me feel small. I look around and I see a sign with room numbers printed on it. It shows me where to go. I needed to find a place to test myself, so I think I have to go to room 302, the testing room. I take a left and I see room 298, room 300, room 301, and finally, room 302. I look inside and there seems to be nobody around. I go inside to find a big, black computer and I turn it on. In a few moments, the brightness of the screen fills the dark room, at the top of the screen, I see the date June 29, 2042. This means that it has been five years since I was taken away from my parents. It means that I have spent five years in a small room in a hospital locked away from the rest of the world. Then, I see a table with needles and other tools. I also find a piece of paper that explains how to test someone. I follow the steps and soon, I get the results on the computer. I take a deep breath and I read the results. I don't have the disease. I don't have the disease. For some reason, I keep reading the whole report over and over because I can't believe this. I don't have the disease. If the results are true, I don't have to spend the rest of my life in a small room. I can go outside, into the real world. I might be able to.